Thế nào là tự do ngôn luận trên không gian mạng? Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948 và Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966. Có thể nói, tự do ngôn luận là cơ sở quan trọng để thực hiện đầy đủ các quyền con người khác mà gắn liền với quyền tự do biểu đạt, tự do hội họp, lập hội, tự do tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như quyền tham gia quản lý các công việc của nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, hình thức thể hiện của tự do ngôn luận đã có sự biến đổi lớn. Internet và mạng xã hội trở thành công cụ phổ biến để mọi cá nhân, tổ chức bày tỏ quan điểm, tư tưởng, truyền bá thông tin, thể hiện quyền tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận là quyền con người cơ bản, nhưng luôn phải có giới hạn trong khuôn khổ của pháp luật. Điều 19 Công ước về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 khẳng định, việc thực hiện quyền tự do ngôn luận có thể phải chịu một số hạn chế nhất định và những hạn chế này cần được quy định bởi pháp luật. Như vậy, quyền tự do ngôn luận không phải là tự do tuyệt đối. Trong một số trường hợp nhất định, tự do ngôn luận có thể xung đột với các giá trị hay quyền chính đáng khác. Đặc biệt, trong bối cảnh bùng nổ của Internet và mạng xã hội, thông tin ngày càng trở nên phức tạp và khó kiểm soát. Thông qua các trang thông tin điện tử và mạng xã hội, người dùng có thể tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm, đăng tải hay lan truyền bất cứ thông tin gì thông qua tài khoản cá nhân của mình mà không chịu bất kỳ giới hạn nào. Việc thể hiện quyền tự do ngôn luận của mỗi người chưa bao giờ trở nên dễ dàng và có sự lan truyền nhanh chóng đến thế. Nhưng chính điều này cũng mang đến những nguy cơ khi quyền này bị lạm dụng, nhất là khi những người đăng tải thông tin trên không gian mạng có quan điểm sai trái, thái độ cực đoan, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ. Nhìn vào thực tiễn thực thi pháp luật của nhiều nước trên thế giới, có thể thấy không tồn tại được cái gọi là quyền tự do ngôn luận tuyệt đối. Mỗi quốc gia tùy thuộc vào điều kiện và bối cảnh cụ thể mà đưa ra những giới hạn nhất định đối với việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân. Ở Mỹ, giới hạn của tự do ngôn luận được thể hiện chủ yếu qua án lệ của các tòa án, đặc biệt là tòa án tối cao Hoa Kỳ, cho phép chính quyền ngăn chặn và trừng phạt các phát ngôn có tính chất khiêu dâm, tục tĩu, phỉ báng, xúc phạm và gây hấn mà không bị xem là vi hiến. Ở Pháp, pháp luật về tự do ngôn luận đưa ra các giới hạn, chế tài nghiêm khắc trừng trị hành vi lạm dụng quyền tự do ngôn luận làm ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, bao gồm việc bảo vệ nhân phẩm con người, chống lại việc vu khống, bôi nhọ, chống phân biệt chủng tộc, tôn giáo, chống kích động bạo lực, gây hận thù trong luật tự do báo chí năm 1881, chống lại việc xâm phạm đời tư trong bộ luật dân sự, cấm xuất bản một số tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia trong luật hình sự. Việc bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng Internet cũng chịu sự điều chỉnh của luật tự do báo chí. Italia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ cũng hình sự hóa các hành vi phỉ báng, xúc phạm danh dự của Tổng thống hay các thành viên hoàng gia. Bên cạnh đó, trong nỗ lực chung nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng tự do ngôn luận để phát ngôn thù địch, tiêu cực trên mạng Internet, Liên minh châu Âu EU đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trên Internet với sự cam kết hành động của 4 doanh nghiệp mạng lớn nhất thế giới bao gồm Facebook, Twitter, YouTube và Microsoft. Mới đây nhất, giữa bão tin giả về tình hình dịch bệnh COVID-19, một loạt các quốc gia trên thế giới đã tiến hành nhiều biện pháp xử phạt từ cảnh cáo, phạt tiền đến bỏ tù những kẻ tung tin đồn thất thiệt. Ở Trung Quốc, hành vi tung tin sai sự thật về dịch bệnh bị phạt tiền, giám sát cộng đồng hoặc phạt tù từ 3 năm đến 7 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Nhận thức rõ tầm quan trọng, lợi ích cũng như hiểm họa từ mặt trái của Internet và mạng xã hội, nhà nước và chính phủ các nước cần có những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm phát triển Internet và mạng xã hội, đồng thời bảo vệ an ninh mạng và phòng chống lợi dụng Internet, mạng xã hội để xuyên tạc, chống phá chính quyền, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.